Xin chào các em, chào mừng các em đến với bài học ngày hôm nay. Ở trong bài học ngày hôm nay, thầy và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một bài mới, đó là bài hàm số. Vậy đầu tiên, trước khi đi vào tìm hiểu thế nào là hàm số thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là phần 1 nhỏ, một số ví dụ về hàm số. Thì như các em đã biết là ở trong thực tiễn thì chúng ta đã biết có gặp rất nhiều trường hợp là đại lượng này sẽ phụ thuộc vào đại lượng kia, đúng không? Thì chúng ta có thể vào ví dụ đầu tiên, thầy có nhiệt độ T tại các thời điểm T nhỏ trong cùng một ngày, thì với từng thời điểm T khác nhau thì ta sẽ có các nhiệt độ khác nhau, đúng không? Và mỗi nhiệt độ này thì đều phụ thuộc vào thời điểm của nó thì sẽ có một nhiệt độ khác nhau. Ở câu A này, nhiệt độ T lớn phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng nào, đúng không? Vậy thì nhìn vào bảng này trực quan chúng ta có thể thấy ngay là nhiệt độ T lớn sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng là T nhỏ, là thời gian, đúng không? Vậy chúng ta có thể trả lời được câu hỏi câu A như sau. Nhiệt độ T lớn phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng T nhỏ, đúng không? Phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng T nhỏ, đúng không? Thì chúng ta có thể thấy trực quan ngay ở trong bảng này là với mỗi thời điểm khác nhau trong ngày thì ta có một nhiệt độ khác nhau. Đó, vậy tiếp theo với câu B. Với mỗi giá trị của T nhỏ, ta xác định được mấy giá trị của T lớn. Vậy thì dựa vào bảng này thì chúng ta có thể biết ngay là với mỗi giá trị của T nhỏ thì ta xác định được chỉ một giá trị của T lớn. Đó, chúng ta chú ý là điểm quan trọng ở đây là chúng ta xác định được chỉ một giá trị của T lớn. Ví dụ như là T nhỏ bằng 0 thì chúng ta chỉ xác định được T lớn bằng 20, và T nhỏ bằng 12 thì ta chỉ xác định được một giá trị của T lớn là 26. Đó, vậy chúng ta trả lời câu B như sau. Câu B. Với mỗi giá trị của T nhỏ, ta xác định được chỉ một giá trị của T lớn. Đó. Chỉ một giá trị của T lớn. Đó, vậy chúng ta chú ý là chữ chỉ một. Đấy, với mỗi giá trị của T nhỏ ta xác định được chỉ một giá trị của T lớn. Vậy từ hai điều trên là nhiệt độ T lớn phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng T nhỏ này, và với mỗi giá trị của T nhỏ thì ta xác định được chỉ một giá trị của T lớn, thì ta gọi T lớn sẽ là hàm số của T nhỏ. Đó, vậy chúng ta suy ra chúng ta sẽ gọi T lớn là hàm số của T nhỏ. Rồi, vậy tương tự như vậy chúng ta sẽ cùng nhau làm thử ví dụ 2. Khối lượng M của một thanh kim loại đồng chất có khối lượng riêng tỷ lệ thuận với thể tích V theo công thức là M sẽ bằng 7,8 nhân V. Thì với các giá trị V bằng 1, 2, 3, 4 thì chúng ta sẽ đi tìm M nhé. Thì với V bằng 1 thì ta có ngay M chúng ta ở đây sẽ bằng 7,8. Rồi, tiếp theo với V bằng 2 thì M sẽ bằng 15,6, đúng không? 7,8 nhân 2. Tiếp theo với V bằng 3 thì M bằng 7,8 nhân với 3, và chúng ta ra kết quả là 23,4. Rồi, và kết quả cuối cùng là với V bằng 4 thì M bằng 7,8 nhân 4, và kết quả cuối cùng của chúng ta sẽ được là 31,4.
2, đúng không? Vậy là qua ví dụ 2 này thì chúng ta thấy là khi đại lượng M đấy, tỷ lệ thuận với thể tích V theo công thức là M bằng 7,8 nhân với V thì ta cũng có với mỗi giá trị của V thì ta chỉ xác định được chỉ một giá trị của M thôi, đúng không? Ví dụ với V bằng 1 thì M bằng 7,8 và giá trị của M này, M thay đổi sẽ phụ thuộc khi vào đại lượng, giá trị V cũng thay đổi, đúng không? Vậy khi mà từ hai điều đó thì ta sẽ gọi là M sẽ là hàm số của V. Đó, vậy khi V thay đổi thì M cũng thay đổi. Và với mỗi giá trị của V thì ta xác định được chỉ một giá trị của M, thì ta gọi M là hàm số của V. Tiếp theo, đến với ví dụ 3 là thời gian T của một vật chuyển động trên quãng đường 50 km, tỷ lệ nghịch với vận tốc V của nó theo công thức là T bằng 50 trên V. Đó, thì ở đây ta có T đang tỷ lệ nghịch với V, đúng không? Vậy với V bằng 5 thì ta có thể tính ngay T bằng 50 chia cho 5 là được 10. Với V bằng 10 thì ta lấy 50 chia 10 được 5, đúng không? Với V bằng 25 thì ta có T sẽ bằng 2, và với V bằng 50 thì ta có T bằng 1. Thì ở ví dụ 3 này chúng ta cũng sẽ đưa được ra hai nhận xét. Đấy là đại lượng T này sẽ phụ thuộc vào sự thay đổi của đại lượng V, đúng không? Khi V thay đổi thì T cũng thay đổi. Và nhận xét thứ hai đấy là với mỗi giá trị của V thì ta sẽ chỉ nhận được với một giá trị của T mà thôi, đúng không? Ví dụ như là V bằng 5 thì T bằng 10, hoặc V bằng 10 thì T bằng 5. Đó, vậy từ hai nhận xét này thì chúng ta cũng có thể suy ra là T sẽ được gọi là hàm số của V. Vậy qua ba ví dụ trên thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu một số ví dụ về hàm số. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu khái niệm. Vậy thế nào là khái niệm về hàm số? Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sang phần 2 của bài ngày hôm nay nhé. Chúng ta cùng nhau đến với phần 2, đó là phần khái niệm về hàm số. Thì như ở đây ta có, nếu đại lượng Y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi X, sao cho với mỗi giá trị của X thì ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của Y. Đấy, chúng ta chú ý là chúng ta chỉ xác định được chỉ một giá trị tương ứng của Y, thì Y được gọi là hàm số của X, và X sẽ được gọi có tên là biến số. Đó, Y thì là hàm số của X và X là biến số. Khi với mỗi giá trị của X ta chỉ xác định được chỉ một giá trị tương ứng của Y. Đó, vậy là chúng ta đã tìm hiểu được thế nào là khái niệm về hàm số. Vậy sau khi tìm hiểu khái niệm về hàm số xong thì chúng ta có một số chú ý như sau. Chú ý đầu tiên là khi X thay đổi mà Y luôn nhận một giá trị. Đấy, khi với mỗi giá trị của X, dù X có bằng bao nhiêu đi chăng nữa thì Y chỉ nhận một giá trị thôi, thì người ta gọi tên của cái hàm Y này được gọi là hàm hằng. Đó. Và chú ý thứ hai là hàm số có thể được cho bằng bảng hoặc là công thức hoặc là dưới nhiều dạng khác nhau nữa. Đó, vậy nó có thể cho được như ở ví dụ 1 thì chúng ta có thể là cho được dưới hàm số T lớn theo T nhỏ là dưới dạng bảng, đúng không? Hoặc là ví dụ 2 và ví dụ 3 thì chúng ta cũng có thể viết hàm số được dưới dạng công thức của hàm số liên quan đến biến số. Đấy. Và chú ý thứ ba là khi Y là hàm số của X thì ta có thể viết là Y bằng Fx hoặc là Y bằng Gx hoặc là Kx, vân 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 vân. Đó, vậy chúng ta có thể biểu diễn dưới dạng tên mới là Fx, Gx. Đó. Thì ví dụ như sau, ta có thể viết là Y bằng Fx bằng 2x cộng 3. Đấy. Thì khi mà chúng ta với lấy ví dụ là x bằng 3 chẳng hạn thì chúng ta có thể tính được là y bằng 9, đúng không? Thì ngoại trừ cách nói là với x bằng 3 thì ta tìm được giá trị y bằng 9 thì ta có thể viết thu gọn lại bằng là f của 3 bằng 9. Đấy, vậy là chúng ta có 3 chú ý về hàm số. Các em lưu ý, sau khi tìm hiểu về khái niệm thế nào là hàm số thì thầy và các em sẽ cùng nhau đi làm thử một số ví dụ sau để hiểu rõ hơn về hàm số nhé. Thì ở đây chúng ta có ví dụ 1. Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x, y được cho bởi bảng như sau. Đấy, với các giá trị của x đây thì ta có các giá trị tương ứng của y được cho bởi bảng như sau. Câu hỏi là đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x hay không? Thì chúng ta có thể nhận biết này, nhìn trực quan vào bảng thì chúng ta biết là với mỗi giá trị của x
thì ta xác định được chỉ một giá trị của y thôi, đúng không? Ví dụ x bằng -4 thì ta chỉ xác định là y bằng 16, hoặc là x bằng -1 thì chúng ta chỉ xác định được một giá trị của y là 1 thôi, đúng không? Vậy là với các giá trị tương ứng của x thì ta xác định được chỉ một giá trị của y. Vì vậy đây chúng ta có thể kết luận theo khái niệm là y sẽ là hàm số của x, đúng không? Vậy chúng ta sẽ trình bày như sau. Với mỗi giá trị của x này, ta luôn xác định được chỉ một giá trị của y, đúng không? Ta luôn xác định được chỉ một giá trị của y. Vì vậy chúng ta có thể kết luận là suy ra y là hàm số của x. Đó, chúng ta suy ra. Đó, vậy là qua ví dụ 1 thì chúng ta đã củng cố thêm về khái niệm thế nào là hàm số, đúng không? Vậy với mỗi giá trị của x thì ta chỉ luôn xác định được chỉ một giá trị của y. Đấy, của y. Rồi, thì chúng ta kết luận là y là hàm số của x. Tiếp theo chúng ta đến với ví dụ 2. Ví dụ 2 là người ta cho sẵn hàm số y bằng fx bằng 3x bình cộng 1. Yêu cầu đề bài là tính f 1/2, f của 1 và f của 3. Đó, vậy là chúng ta có thể viết hàm số dưới dạng là ngoại trừ y theo x ra thì chúng ta có thể viết là fx, đúng không? Vậy thì với f của 1/2 thì chúng ta thay công thức vào thôi, đúng không? Ta có 3x bình cộng 1 thì chúng ta thay là 3 nhân 1/2 tất cả bình cộng 1. À, đầu tiên với f 1/2 chúng ta thay giá trị của x vào công thức thì ta có này 3 nhân với 1/2 tất cả bình cộng 1. Và chúng ta tính này, 1/2 thì bằng tất cả bình bằng 1/4, chúng ta sẽ bằng 3 nhân với 1/4 cộng với 1 bằng 3 nhân 1/4 thì bằng 3/4 cộng 1. Và chúng ta được kết quả cuối cùng là chúng ta có thể viết được dưới dạng hỗn số là 3/4. Đó, hoặc chúng ta có thể viết dưới dạng phân số là 7/4. Tiếp theo chúng ta tính f của 1, đúng không? F của 1 thì chúng ta lại thay 1 vào công thức 3x bình cộng 1 thì ta có 3 nhân với 1 bình cộng 1. 1 bình thì vẫn bằng 1, vậy chúng ta sẽ bằng 3 nhân 1 cộng 1. 3 nhân 1 bằng 3, đúng không? Cộng 1, và kết quả cuối cùng chúng ta là được bằng 4. Đó, tiếp đến là f của 3. F của 3 thì chúng ta cũng thay x bằng 3 vào 3x bình cộng 1 thì ta có 3 nhân với 3 bình cộng với 1 bằng 3 nhân với 3 bình phương thì bằng 9 cộng 1 bằng 27 cộng 1. Và chúng ta được kết quả cuối cùng là 28. Đó, vậy là chúng ta đã kết thúc ví dụ 2 ở đây. Vậy qua các lý thuyết mà thầy vừa giảng ở trên về hàm số, về khái niệm của hàm số và các lưu ý về hàm số và các ví dụ mà thầy đã vừa nêu ở trên thì thầy và các em đã cùng nhau đi tìm hiểu thế nào là hàm số. Và chúng ta đã kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Vậy xin chúc các em về nhà ôn tập thật tốt để có thể vận dụng được các kiến thức thầy vừa dạy vào để giải bài tập.
Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các bài giảng lần sau. Chào tạm biệt.